Messi lao thẳng thừng nói về trận đấu đội tuyển Việt Nam 21 tháng 12 khiến người hâm mộ Đông Nam Á bật cười. Messi lao, Songkhapvong Phongchekham tỏ ra không e ngại khi đối đầu đội tuyển Việt Nam tại buổi họp báo trưa ngày 20 tháng 12 ở Viêng Chăn. Chúng tôi có một huấn luyện viên giỏi và cũng đã có sự chuẩn bị tốt, anh khẳng định. Phát biểu trong buổi họp báo trưa ngày 20 tháng 12 tại Viêng Chăn, huấn luyện viên Michael Reiss đánh giá cao đội tuyển Việt Nam khi có thể vô địch AFF Cup 2022. Nhưng nhà cầm quân người Đức cũng cho biết đội tuyển Lào đã có sự chuẩn bị để giành kết quả tốt. Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Michael Reiss nói ngay, Việt Nam có thể vô địch, họ là đội mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng Việt Nam là một đội bóng kỷ luật và đoàn kết sau 5 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, với đội ngũ chuyên gia từ Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cho thấy là ứng cử viên vô địch và rõ ràng là họ có thể giành chiến thắng trước chúng tôi. Nhưng Lào sẽ chứng minh những gì tốt nhất từ đội bóng bị đánh giá thấp nhất, ông nói thêm. Giới thiệu về đội tuyển Lào, huấn luyện viên Michael Reiss thông tin, đây là đội tuyển U23 với 5 cầu thủ lớn tuổi. Chúng tôi nhìn về tương lai và muốn gặt hái kinh nghiệm qua giải đấu này. Chúng tôi không dễ dàng bỏ cuộc và sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn lớn. Nói về trận đấu mở màn với Việt Nam, huấn luyện viên Michael Reiss nói, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta không ngồi nhà xem TV rồi đi ngủ. Chúng tôi đã xem lại tất cả các trận đấu vừa qua trong một tháng. Chúng tôi phân tích từng chi tiết nhỏ, tìm ra chiến thuật, mấu chốt đúng đắn để làm sao đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi đã có thể trạng tốt khi xây dựng hệ thống, còn bây giờ chúng tôi phải tìm cách tiếp cận trận đấu như thế nào cho đúng. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông Việt Nam về Billy Kekavongphorn, chân sút Pháp gốc Lào từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Lào League 1, nhưng giờ đây đã 32 tuổi, ông Reiss vẫn đánh giá cao cậu học trò. Cậu ấy có thể không có thể trạng tốt nhất nhưng vẫn là tiền đạo nguy hiểm. Kinh nghiệm của Billy có thể quyết định trận đấu trong một phút khi ở trước khung thành đối phương, ông nói. Về phần mình, Messi Lào, Songkhapvong Phongchekham cũng tỏ ra không e ngại khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Anh nói, Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở bảng B, Lào ở cửa dưới. Tuy nhiên chúng tôi có một huấn luyện viên giỏi và cũng đã có sự chuẩn bị tốt. Lào sẽ cố gắng để thể hiện hết khả năng và giành kết quả tốt. Phát biểu ở buổi họp báo trước trận Lào-Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022 diễn ra tại Viêng Chăn vào trước ngày 20 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá đối thủ có đội hình trẻ trung và muốn chơi kiểm soát bóng. Ông nói, Lào có huấn luyện viên người Đức và mới được bổ nhiệm trong năm 2022. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, họ có 2 trận hồi tháng 9 và 2 trận vào tháng 12. 2 trận tháng 9 tôi chưa xem, nhưng đã xem 2 trận sau khi Lào đá giao hữu với U23 Thái Lan, qua đó phân tích được thông tin. Tôi phát hiện họ có 11 cầu thủ thường xuyên đá chính, trận 1 và 2 đều xuất hiện. Huấn luyện viên chỉ hoán đổi một trường hợp là số 9 thay cho số 11 ở đội hình xuất phát. Họ chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, số còn lại ở độ tuổi SEA Games. Có lẽ để chuẩn bị cho SEA Games 2023. Họ trẻ nên tinh thần thi đấu tốt. Có vẻ huấn luyện viên của họ muốn giúp họ tăng cường khả năng kiểm soát bóng, ông nói thêm. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc Phan Văn Đức trở lại có ý nghĩa như thế nào với đội tuyển Việt Nam, ông Park nói. Phan Văn Đức có khả năng tấn công tốt sẽ được chứng minh qua những trận cậu ấy thi đấu. Tôi hy vọng cậu ấy trở lại sẽ giúp tăng khả năng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ chúng tôi cần ở phương diện tấn công. Nói về công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, ông Park trả lời. Cũng không có gì đặc biệt. 5 năm nay, nhiều cầu thủ gắn bó với tôi. Chúng ta có sự ổn định về lối chơi. Chúng ta chuẩn bị như các giải đấu khác thôi. Các cầu thủ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ có vấn đề là trận đầu tiên luôn khó khăn. Chúng ta nhìn Argentina ở trận đầu tiên tại World Cup 2022 thì thấy rõ là khó như thế nào. Họ thậm chí đã thua Ả Rập Xê Út. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ tinh thần để các cầu thủ có thể chơi tốt. Đây là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông có cảm thấy áp lực không? Phóng viên hỏi. Ông Park nói, thực ra với tôi từ ngày đầu đến bây giờ, tôi luôn chăm tinh thần như ngày đầu tiên. Tâm lý, mọi phương thức chuẩn bị đều như nhau. Tôi không bao giờ nói với các cầu thủ đây là giải đấu của tôi, muốn họ làm điều này điều kia. Nên tôi cũng mong muốn mọi người không tiếp cận giải đấu tại vùng đó. Về phần mình, Duy Mạnh chia sẻ, tất cả chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ tôi mà các đồng đội. Ai được thi đấu cũng tập trung, tuân thủ phương án huấn luyện viên trưởng đưa ra. Lào có nhiều cầu thủ nổi bật, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu và có sự chuẩn bị. Huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng Phạm Văn Đức sẽ giúp tuyển Việt Nam có giải đấu AFF Cup năm 2022 thành công, khởi đầu bằng trận gặp Lào vào lúc 19:30 ngày 21 tháng 12.
huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu phần phát biểu. Như vậy là AFF Cup 2022 đã bắt đầu, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ có trận đầu tiên gặp tuyển Lào vào ngày mai. Chúng ta cũng biết, tuyển Lào vừa bổ nhiệm huấn luyện viên người Đức Michael Weiss trong năm 2022. Họ đã đá 2 trận trong tháng 9 và 2 trận trong tháng 12 với U23 Thái Lan, nơi tôi có dịp xem và phân tích qua băng hình. Ấn tượng đầu tiên là tuyển Lào gần như giữ nguyên đội hình 11 người đá chính trong cả 2 trận đấu, chỉ có một sự thay đổi khi cầu thủ số 11 và số 9 luân phiên đá chính. Tuyển Lào chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi và có vẻ họ muốn hướng đến SEA Games tới. Tôi nhận thấy tuyển Lào có quyết tâm và tinh thần chiến đấu của sức trẻ. Qua 2 trận đấu với U23 Thái Lan, dường như huấn luyện viên Michael Weiss đang muốn cải thiện khả năng kiểm soát bóng cho tuyển Lào. Đồng thời, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có chia sẻ về trường hợp của Phan Văn Đức kịp khỏi bệnh và đã bay sang Lào tập trung cùng tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức có năng lực tấn công rất tốt, đã được chứng minh qua rất nhiều giải đấu. Tôi hy vọng Phan Văn Đức sẽ trở lại giúp tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Trên mọi phương diện tấn công, đấy là cầu thủ tôi cần. Hy vọng Phan Văn Đức sẽ có giải đấu tốt và giúp cho tuyển Việt Nam thành công, ông Park bày tỏ. Bùi Tiến Dũng không cùng Phan Văn Đức bay sang Lào để dự trận đấu ra quân AFF Cup 2022. Điều đó khiến không ít người hâm mộ lo lắng trung vệ thuộc biên chế Viettel FC sẽ bị huấn luyện viên Park Hang-seo gạch tên khi chốt danh sách. Đội tuyển Việt Nam sẽ mở đầu hành trình chinh phục AFF Cup năm 2022 bằng màn chạm trán với đội chủ nhà Lào vào lúc 19:30 phút ngày 21 tháng 12 giờ Việt Nam. Dù phải làm khách, song lực lượng đồng đều cùng đẳng cấp vượt trội giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin hướng đến 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, trước thềm cuộc đối đầu trên, chúng ta vừa đón nhận thông tin không vui về tình hình lực lượng. Cụ thể, trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng sẽ buộc phải vắng mặt ở màn so tài này. Ngôi sao đang khoác áo Viettel FC cùng Phan Văn Đức có kết quả dương tính COVID-19 trước khi tuyển Việt Nam di chuyển sang Lào hôm 17 tháng 12. Hiện tại, dù Phan Văn Đức đã âm tính và tới đất nước xứ Chợ Voi để hội quân cùng toàn đội, thì Bùi Tiến Dũng vẫn đang duy trì tại Hà Nội, đồng thời chờ kết quả âm tính. Trung vệ này chủ yếu tập duy trì thể trạng trong phòng gym, chứ thể ra ngoài tập làm quen với bóng. Theo dự kiến, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup năm 2022 vào buổi trưa ngày 20 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc điền 25 gương mặt vào danh sách sơ bộ, tức là sẽ có 2 cái tên bị loại. Không ít cổ động viên lo ngại với việc bỏ lỡ trận gặp đội tuyển Lào và chưa đảm bảo thể lực cũng như cảm giác bóng vì không tập luyện suốt nhiều ngày vừa qua, Bùi Tiến Dũng có thể sẽ trở thành một trong 2 tuyển thủ bị gạch tên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này khó xảy ra. Lý do là vì huấn luyện viên Park Hang-seo cần sự chắc chắn, khả năng phán đoán và đọc tình huống tốt của Bùi Tiến Dũng cho những trận đánh lớn gặp Malaysia, Singapore hay tiến sâu vào vòng knock out. Còn ở trận gặp Lào, ông sẽ bố trí những gương mặt dự bị như Nguyễn Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh thế chỗ. Tại AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm 2021, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu không thực sự thành công. Việc không có kết quả tốt nhất tại vòng bảng đã khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải gặp đội tuyển Thái Lan tại bán kết, thi đấu tập trung tại Singapore. Trong trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-2. Đến trận lượt về, đội tuyển Việt Nam dù đã rất nỗ lực cũng chỉ có được kết quả hòa 0-0 và trở thành cựu vô địch. Đáng chú ý, đây là thất bại đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trước một đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, tính theo mọi cấp độ đội tuyển từ khi ông đến Việt Nam làm việc vào cuối năm 2017. Sau khi AFF Cup năm 2022 kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Để có cái kết thành công, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại để tranh tài. Thậm chí tiền vệ Quang Hải đã đạt thỏa thuận với câu lạc bộ Pau FC ở League 2 để trở thành khoác áo đội tuyển Việt Nam tại thi đấu AFF Cup năm 2022. Theo phân tích của các trung tâm phân tích thể thao, đội tuyển Việt Nam được coi là ứng viên số 1 trong ngôi vô địch. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự tin tưởng sẽ giành ngôi nhất bảng B một cách thuyết phục. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan được xếp ở vị trí thứ 2 về khả năng đăng quang. Dù là đương kim vô địch, nhưng đội tuyển Thái Lan lại thiếu một số gương mặt sáng giá, nổi bật nhất là Chanathip Songkrasin. Dẫu sao, đội tuyển Thái Lan vẫn rất đáng gờm khi họ còn nhiều cầu thủ tài năng khác. Ở các vị trí tiếp theo, đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia cũng được đánh giá có khả năng lớn để ganh đua ngôi vương. Cả hai đội bóng này hiện do các huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt, huấn luyện viên Kim Van Gon của đội tuyển Malaysia và huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia.
nên họ rất hy vọng sẽ có được lối chơi đẹp mắt và thành tích cao như huấn luyện viên Park Hang-seo từng áp dụng thành công cho đội tuyển Việt Nam. Các đội tuyển Singapore, Myanmar, Philippines được xếp vào nhóm phải nỗ lực mới có thể cạnh tranh suất vào bán kết. Còn các đội như Lào, Campuchia và Brunei không có nhiều cơ hội và việc họ chơi tốt trước các ứng cử viên vô địch cũng đã được coi là dấu ấn đáng kể